Hi, xin chào các bạn đã đến với kênh của mình. Thì hôm nay mình xin chia sẻ cách làm cái món cháo phai lang trứng gà. Thì món cháo phai lang trứng gà này rất là bổ dưỡng. Thì để làm món cháo này thì mình chuẩn bị các nguyên liệu như sau. Thì nguyên liệu mà chúng ta cần chuẩn bị không thể thiếu đó chính là này là gạo tẻ, gạo nếp, một ít muối, một bịch sữa pha mi, hai củ phai, phai này mình đã nấu chín rồi nha các bạn, và một quả trứng gà. Thì những cái nguyên liệu này thì mình chuẩn bị mỗi loại một ít thôi, một nắm gạo tẻ, một nắm gạo nếp, một tí xíu muối, sữa pha mi. Thì mình làm bằng sữa pha mi nó sẽ có mùi thơm các bạn. Rồi gạo tẻ và gạo nếp mình đã ngâm rồi thì mình sẽ cho nó vào trong một cái nồi. Rồi mình để nước nó ngập ha. Khi nào mình thấy nó đặc thì mình để thêm. Rồi mình cho nước vào trong cái nồi này. Thì khi mà mình cho nước nó khoảng chừng 3-4 cm gì đó thì mình sẽ đem cái mình cho thêm tí xíu nữa, mình bỏ vô một tí xíu muối nữa chứ. Rồi mình để vào trong nồi này một xíu muối luôn. Rồi khi mình cho muối vào thì mình khuấy cho nó đều đều, rồi mình đem cái nồi này mình đi nấu. Còn mình đem đi nấu xong rồi thì giờ mình sẽ làm nhuyễn phai lang. Phai lang này mình đã hấp rồi các bạn, phai lang tím. Rồi mình hấp phai lang. Phai lang này khi mình hấp thì nó có cái độ ngọt, rồi mình sẽ làm nhuyễn cái phai lang này. Mình dùng một cái nĩa mình sẽ làm nhuyễn, cũng không có cần phải dặm cho nó nát hết, mình chỉ cần làm nhuyễn bằng cái nĩa này là được rồi. Rồi trong khi đó thì nãy giờ mình bắt cái nồi cháo kia lên bếp rồi đó các bạn. Rồi phai lang mình nè, như thế này. Rồi cháo mình nó nở như thế này nè, hạt gạo nếp và gạo tẻ nở như thế này. Mình sẽ cho phai lang vào. Rồi mình khi mình cho phai lang vào, mình phai lang tím này vào thì cái nồi cháo bắt đầu nó đổi màu rồi các bạn. Mình sẽ xơ nó, cho phai lang vào mình sẽ xơ đều cái nồi cháo này. Rồi mình xơ xong thì cháo bắt đầu đổi màu ha, đổi sang màu sáng tím tím rồi. Rồi mình tiếp tục bắt lên bếp. Còn cái quả trứng gà này là gà vườn đó các bạn. Rồi mình sẽ lấy cả lòng trắng lẫn lòng đỏ luôn. Rồi mình sau khi mình tách nó xong thì mình sẽ dùng cái nĩa, mình sẽ đánh đều được trứng này lại. Để tí xíu nữa mình cái nồi cháo mình đem đi lên bếp nãy giờ, khi mà nó nhừ thì mình sẽ nhấc xuống và mình cho trứng này vào. Mình cho từ từ vào thôi các bạn, thì nó sẽ có sợi sợi. Rồi bây giờ nồi cháo mình đã nấu một lần nữa rồi, nó đã nhừ rồi nè, sắp được rồi. Thì mình sẽ cho trứng vào, mình sẽ cho từ từ vào và mình sơ sơ. Lúc này mình không có chụm lửa nha, mình nhắc xuống rồi. Rồi mình sơ sơ vậy thì nó sẽ có sợi sợi ở trong nồi cháo của mình đó. Rồi sau khi mà xong rồi, xong cái phần trứng rồi thì mình sẽ quậy đều, vì nó nồi nó nóng cho nên là trứng nó cũng chín luôn rồi. Rồi giờ mình sẽ đi lấy cái bịch sữa pha mi, mình cho sữa vào luôn. Sữa này nó thơm lắm, sữa pha mi để vào trong cháo với phai lang nó có mùi thơm đặc trưng của sữa pha mi và phai lang á, nên nó vừa thơm thơm vừa ngọt nhẹ thôi, tại vì sữa này nó pha mi này nó có đường ngọt dịu ha. Rồi sau khi mình đổ vô xong thì mình sẽ trộn đều lại và mình đem lên bếp mình nấu cho nó sôi nhẹ thôi. Sôi như thế này là mình tắt lửa, nhắc xuống, rồi nồi cháo của mình đã xong rồi. Nồi cháo này ăn có vị ngọt nhẹ nhẹ, thơm cái mùi sữa pha mi và trứng gà thì nó rất là bổ dưỡng, và nó có sợi trắng trắng á các bạn. Thì cháo này rất là dinh dưỡng và
ngon nữa mà nấu rất là nhanh luôn. Chỉ cần mình chuẩn bị những cái nguyên liệu như lúc nãy mình chia sẻ là xong nồi cháo các bạn. Cháo này cũng rất là tốt cho em bé nữa, nên là đây là món cháo dinh dưỡng để phục hồi sức khỏe rất là tốt. Thì chúc các bạn làm thành công cái món cháo khoai lang trứng của mình nhé. Thank you.